xác xuất thành chương 17 nước phun ra từ tảng đá. Toàn thể cộng đồng con cái Israel nhổ trại rời sa mạc Sin, đi từ trạng này đến trạng khác theo lệnh của Đức Chúa. Họ đã đóng trại ở Rephidim, nhưng tại đấy không có nước cho dân uống. Dân gây sự với ông Môsê, họ nói: "Cho chúng tôi nước uống đi." Ông Môsê nói: "Tại sao anh em lại gây sự với tôi? Tại sao lại thử thách Đức Chúa?" Ở đó, dân khát nước nên đã kêu trách ông Môsê rằng: "Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để cho chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật chúng tôi bị chết khát hay không?" Ông Môsê kêu lên cùng Đức Chúa: "Còn phải làm gì cho dân này bây giờ? Chỉ một chút nữa là họ ném đá con." Đức Chúa phán với ông Môsê: "Người hãy đi lên phía trước dân, đem theo một số kỳ mục Israel, cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin và đi đi. Còn ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi Khô-rếp, ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống." Ông Môsê đã làm như vậy trước mắt các kỳ mục Israel. Ông đặt tên cho nơi ấy là Massa và Marima, nghĩa là thử thách và gây sự, vì con cái Israel đã gây sự và thử thách Đức Chúa mà rằng: "Có Đức Chúa ở giữa chúng ta hay không?" Giao chiến với người Amalek. Amalek đến đánh Israel tại Rephidim. Ông Môsê bảo ông Josué: "Anh hãy chọn một số người và ngày mai ra đánh Amalek. Còn tôi sẽ đứng trên đỉnh đồi, tay cầm cây gậy của Thiên Chúa." Ông Josué làm như ông Môsê đã bảo. Ông đã giao chiến với Amalek. Còn các ông Môsê, Aharon và Hua thì lên đỉnh đồi. Khi nào ông Môsê giơ tay lên thì dân Israel thắng thế. Còn khi ông hạ tay xuống thì Amalek thắng thế. Nhưng ông Môsê mỏi tay nên người ta lấy một hòn đá kê cho ông ngồi. Còn ông Aharon và ông Hua thì đỡ tay ông, mỗi người một bên. Ông Josué đã dùng lưỡi gươm đánh bại Amalek và dân của ông ta. Đức Chúa phán với ông Môsê: "Hãy chép lại việc này vào sách để lưu niệm và hãy nói vào tai Josué rằng: Ta sẽ xóa hẳn tên tuổi Amalek, khiến cho thiên hạ không còn nhớ đến nó nữa." Ông Môsê dựng một bàn thờ và đặt tên là Đức Chúa cờ trận của tôi. Ông nói: "Bởi vì một bàn tay đã giơ lên chống lại ngai của Đức Chúa, nên có chiến tranh giữa Đức Chúa và Amalek từ đời đó đến đời kia."